Để các bạn hình dung dễ hơn về bước trước, chúng ta sẽ nhìn hình như trên. Đây là nguồn này, có cổng PoE và cổng LAN. Cổng PoE nối với Ubiquiti, cổng LAN nối với máy tính để kết nối. Các bạn xem lại một lần nữa nhé. Rồi, chúng ta đến các bước cài đặt như sau. Còn có 3 bước: đăng nhập, cài chế độ Access Point và bước thứ 3 là disable chế độ EMAC. Đầu tiên là các bạn sẽ đặt địa chỉ, muốn đăng nhập được thì phải đặt địa chỉ tĩnh cho máy tính vào Ethernet Network and Sharing Center, Ethernet Property, Internet Protocol version 4, đặt địa chỉ như tôi đặt nhé, 192.168.1.100.255.255.255.0. Gateway là quan trọng, 192.168.1.20. Đây là địa chỉ của Ubiquiti. Ok, close. Sau khi đặt địa chỉ xong, chúng ta sẽ vào bước đầu tiên là đăng nhập. Mở một trình duyệt web bất kỳ, ở đây tôi chọn mở Chrome. Trên dòng địa chỉ nhập địa chỉ 192.168.1.20. Bấm vào Advanced, đây là biểu tượng Advanced. Process to 192.168.1.20 unsafe. Màn hình đăng nhập đã hiện ra. Như ở đây các bạn quan sát, đây là đầu tiên đây là địa chỉ, còn đây là username và password là giống nhau, là ubnt. Rồi. Chúng ta ubnt. Rồi, đất nước bạn chọn United States. Ok, kéo xuống một chút cho nhỏ một chút cho dễ nhìn. UBNT và UBNT, bấm chọn, tích vào đây, bấm login, chờ một chút. Ok, đăng nhập thành công. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai là chế độ Access Point. Muốn làm được bước này, chúng ta quay lại trang cài đặt như sau. Vào phần Wireless, chuyển chế độ Wireless Mode, chuyển sang chế độ Access Point. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ đặt tên và mật khẩu cho mạng wireless network. Đây chúng ta đặt là lesbian, wireless network name là lesbian ở SSID. Chuyển sang phần Wireless Security để đặt mật khẩu. Cho phần Security, chúng ta chọn WPA2 AES. Ở mục này nhớ chọn PSK nhé. Mật khẩu chúng ta đặt đơn giản là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Các bạn bấm chọn trên. Ở đây thiết bị sẽ yêu cầu chúng ta đổi mật khẩu đăng nhập. Như các bạn đã biết, đây mật khẩu đăng nhập cũ là UBNT. Bây giờ chúng ta đổi thành admin nhé. Đây là UBNT. Mật khẩu mới là admin.
chuyển sang admin. Ok rồi, bấm trên. Đã thành công đổi mật khẩu. Còn bước chúng ta tiếp sang bước thứ ba là emacs disable, thì chúng ta đấy, chuyển qua tab này, tab có biểu tượng của ubiquity đây, ubiquity nó. À, các bạn để ý chỗ này nhá. À, disable, bấm tích vào đây, trên, sau đó bấm trên, nhớ tích vào đây nhé. Bỏ tích. Ok, trên, bấm apply. Trong quá trình đó chúng ta sẽ cắm lại, sau 3 bước cài đặt chúng ta sẽ tiến hành cắm dây mạng, cắm dây. Chúng ta sẽ chuyển cái dây mạng mà cắm vào máy tính, chúng ta sẽ cắm vào internet. Cái này cắm vào internet này, cổng PoE, cắm vào cổng main ethernet port này. Và đây là cắm nguồn. Chúng ta chuyển dây cắm như thế này. Sau khi chúng ta đã cắm dây mạng thành công vào internet và chờ thiết bị Ubiquiti khởi động lại, chúng ta sẽ thử kết nối wifi nhé. Wifi rồi, chúng ta đã thấy cái tên LabVPN mà chúng ta vừa cài đặt, Collect, nhập chính xác mật khẩu lúc trước chúng ta đã thiết đặt, lập từ 1 đến 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Collect, yes. Rồi, kết nối thành công. Như vậy là các bạn đã cài đặt thành công. Chúng ta thử vào YouTube nha. YouTube và mạng internet. SPN. Như vậy các bước cài đặt của bạn đã hoàn chỉnh. Để chúng ta nhìn lại một số thông tin cơ bản nhé. Đây là địa chỉ này, đây là tên đăng nhập, mật khẩu mà mặc định là UBNT này. Chuyển bước thứ hai là chuyển whitelist sang chế độ access point. Bước thứ ba là disable chế độ IMAX. Các bạn nhớ làm các bước này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh. Nếu có gì đóng góp thì các bạn comment ở bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem.